chào sếp nha. Chào anh chị em nhá. Chào sếp cô nhá. Đang ở đây ạ. Đi đâu mưa, đây đây. Mưa gió quá, đứng đây buôn chuyện chứ làm gì. Sếp đang không phải đi làm à? Có. Làm có thời gian rảnh đi buôn chuyện này. Đang trong giờ trực. Thì đây, ở đây kiểm soát mọi người cũng là một cách trực mà. Ok à, bọn em có làm gì đâu mà sếp phải kiểm soát. Biết đâu, phải không? Cho em mượn là không bao giờ bị hư rồi. Sếp cứ lỏng qua lỏng hoàng. Ờ kìa, anh lại bảo tôi lằng ngoằng thế nhỉ? Anh em đứng đây mà sếp lại ra bằng cửa người này chắc chắn có chất cấm luôn. Như nào? Sao kiểm tra người em? Người ta không làm gì anh lại bảo kiểm tra người ta, buồn cười. Nhưng mà nhìn mặt nó trông giống tội phạm đó anh. Anh bây giờ trừ khi anh nhìn trông em uy tín này không sếp? Trừ khi anh làm đơn tố cáo thì chúng tôi có quyền kiểm tra này. Thế để em viết đơn nhá. Anh viết đơn này, tôi kiểm tra luôn này. Thế đây, để em tố cáo thằng này nhá. Ờ anh viết đơn đi. sao lại ra chuyện mưa rồi? Mưa. Ê nó sao đấy ơi? Chắc chắn là phải có gì đấy rồi. Ờ có biến rồi, có biến rồi. Trong này cho nó đỡ mưa. Ôi anh đừng có làm hoang. À có đồng chí đâu nhỉ? Qua bên gara 1 hỗ trợ tôi với. Đi câu cá Quang ơi. Đi câu cá xe đâu mà đi. Ra đây các bạn. Trời ơi, bà là người thứ 9 mình trở đi. Mưa thế nhỉ? Cái thời tiết này. Cái thành phố của mình ấy. Sao anh? Cái thành phố của mình ấy. Em đang có một cái trở ngại rất là lo lắng. Đó là đội ngũ cảnh sát của mình quá ít. Ít à? Quá ít. Thì bởi vì mình đang cập nhật thêm công dân mới, phải thêm công dân mình thêm cảnh sát. Ví dụ như bây giờ nhá, ví dụ như chiều nay. Ừ. Có trường hợp là hai băng đảng cãi nhau, định lao vào cắn xé nhau. Ui, định phang nhau luôn. Phang nhau khoảng đâu đấy khoảng tầm hơn 20 mạng thì bây giờ anh bảo là có 3 người cảnh sát thì làm sao mà chấn áp hết được. Ơi, 3 cảnh sát đủ rồi mà, 3 cảnh sát trong lập rào cản hai bên là được. Không anh, làm sao mà kịp thời bắt hết được về đồn, ít phải 10 cảnh sát. Nhưng mà ít nhất nhá, cái thời điểm hiện tại ấy, ít nhất phải 10 cảnh sát. Cái thời điểm hiện tại ấy, mình không thể nào mà tuyển cảnh sát còn đông hơn cả công dân được, hiện tại đang có 20 cảnh sát rồi. 20 cảnh sát thế mà phân bổ, các anh phân bổ ra túc trực mà được có 3 cảnh sát vào cái tầm buổi chiều như thế là tôi thấy hơi ít. Thì anh tính mà xem, bây giờ anh bổ sung thêm 7 cảnh sát vào ca buổi chiều nữa. Bây giờ một ngày có 24 tiếng, 20 cảnh sát anh chia cho 7 đi, thì đúng là mỗi ca chỉ 3 người đúng rồi nhỉ. Ok à, cũng đúng, anh nói cũng đúng. Thế mà nhưng mà như này thì, ui, mẹ The Wicked. The Wicked à, The Wicked à. Ui Ui Tuấn Bùi à? Ui Tuấn Bùi, vai cà bìu. Vai lột đỉnh, giống hết cơn à? Ai đây? Ui, ai đây? Chị Hảo đâu? Mai Chị Hảo đây á? Chị Hảo. Ok, tập thể dục tông cười, ok, hớt hải kìa. Trông kinh bách cả nồi. Ok. Giống bách hải. Này. Anh lấy khói, anh yêu chưa lấy khói. Banh ơi. Là ý kiến cá nhân của em thôi, em muốn sống trong một thành phố được. Banh, em định tỏ tình anh à? Cơ quan chức năng. Không, em hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, okay, tâm tư, tình cảm nào. Thế phải hỏi sức khỏe chứ lại đi hỏi có người yêu chưa? Em đổi tên rồi nhá. Trong thành phố sắp sửa có con giống anh khác ấy, em đổi tên rồi. Em đổi tên là gì? Lam Ngọc Đình. Lam Ngọc Đình à? Sao đổi tên thành Lâm Đình Khoa? Lam Ngọc Đình kìa. Thế thật. Có ai ở đây có ai đặt người yêu không? Kìa, ai đặt người yêu nhận đi kìa. Ba tiền một cân anh ơi, Không, cái này giao cho con trai thôi em ơi, đặt người yêu nhá. Người yêu mà bán cứ như là bán thịt đấy nhở. Anh Tuấn Cùi làm bài hát cho em nghe thử. Anh Tuấn Cùi cho em nghe cái bài tia cái gì tia đây. Đâu, bài mới của Tuấn Cùi là bài dị mộng của LK ấy. À, bài dị mộng hả? Chơi đây anh ơi, làm bài đây anh ơi. Biết cầm ô như nào chưa? Linh cắt thử giọng hát của anh lên em nghe. Đây, bấm chat nhá, bật chéo E, viết cái ô. Mai đi làm quả. Muốn vào gặp idol trong game quá ma, toàn bị lỗi cài đặt game buồn thực sự mặt mếu. Cảm ơn anh Trịnh Đông nhá. Anh chia sẻ xem người khác, xem người public. Cảm ơn Hà nhá, cảm ơn em. Anh tóc trắng. Sao lại anh tóc trắng? Kìa, bọn nó được kìa. Ai đặt hàng anh? Cái ô
là cái zoom ấy. Em bảo anh tóc trắng lên hàng ở đây. Ôi, nghi. Ai là trong đấy được? Trong cái hộp này em nghi có chất cấm lắm mày. Hay là kiểm tra cái nhở? Đâu, đây em nghi trong cái hộp này có chất cấm lắm mày. Bây giờ anh nhận đâu? Anh bỏ tiền ra 10.000 ra anh nhận hộ đây mà anh kiểm tra. Dạ, nhận đây kìa, ai nhận đi kìa. Anh ra nhận đây. Em bị lỗi animation rồi. Yeah, sếp định tặng hoa đấy sếp. Trông đáng yêu, cầm bó hoa trông đáng yêu. Đáng yêu nhưng mỗi tội vẫn không có người yêu. Đáng yêu nhưng okay. Không đáng yêu. Cay cay tên nhỉ? Hơi anh nào nhận đi, anh nào tóc trắng nhận đi. Ok. Em ơi, sao tự dưng em lại cởi phanh ra thế? Cay thật. Okay. Em ơi, mặc vào. Đi em ơi. Chào người bạn tóc trắng nhá. Người bạn ơi. Mẹ lên khu này chán. Lên trên này gần như là không được tương tác luôn, mọi người cắm đầu cắm mặt vào làm. Ơ chị Sa. Ôi giật mình. Chào chị Sa Ngộ Tĩnh nhá. Hai Sa Ngộ Tĩnh là sao? À đây là anh Long The Lee đâu chị? Đây. Ok. Kìa. Thay đổi phong cách à? Giống hai chồng giống nhau, vậy mới tình cực. À đổi xong. Chào mèo. Có nghe rồi. Đấy thấy chưa? Nghe không? Không nghe rồi. Kiểu là bà này tình cảm gì không? À đây. Đây anh. Đó. Sếp Khôi đang kêu là tại sao tình cảm hai vợ chồng mình tốt quá vậy mà sếp tìm qua chưa thay. Ai kia đây? Ai điêu nha, điêu nhá. Điêu thật sự đấy. Là sao? Sếp đang ghen tị tình cảm hai vợ chồng. Em nói nhỏ quá không nghe hết. Em nói là sếp đang ghen tị tình cảm hai vợ chồng mình. Y có cặp cái đôi nè, mặc đồ đẹp thì, sếp đi kiếm người yêu đi. Vâng. Không phải thiếu tình yêu mà là nó chưa mỉm cười với Khôi ế. Ok, cảm ơn anh Trịnh Đông nhé. Ừ, cũng có thể là nó chưa mỉm cười thật. Trời, ông đơ luôn rồi. Sao chị? Sao lại đơ? Ok, ai có tiếng điện thoại kìa. Ê, chào, nói chuyện nha sếp nha, em đi công việc. Giờ nghe nói sếp đang tán tỉnh em nè như bãi cá hả sếp? Đâu có đâu. Tôi nghe đây, tôi nghe rõ ràng đấy. Đâu mà, anh nhầm thế nào, tán em nào đâu. Dạ. Toàn các em đi tán em thôi. Ok. Trời. Vậy luôn á. Anh ui dồi ơi. Nhỉ? Anh không biết thì thôi. Bốn năm em tán em ấy mà em không thể để nào em bị vướng vào cái con đĩ tình yêu được anh ạ. Vậy á. Trời ơi. Em đứng đây tôi nhìn mưa chơi mưa sát này. Thôi anh làm việc đi. Em làm việc đi. Em đi lanh quanh hỏi mọi người em có vấn đề gì không thôi. Ok anh nhá. Chào người anh em nhá. Anh em làm việc chăm thật sự đấy. Ơ kìa sao lại ảo tưởng. Nguyên đạo ý kèm 10.000 đồng. Tình yêu mỉm cười ha ha ha. Chibi ơi. Chibi. Mới đổi con kia à? Dạ. Con đầu bò đâu rồi? Em đang cho nó nghỉ ngơi mấy hôm ở nhà, sắp tới em đi tăng suất động cơ cho nó với tân trang thêm con hứa bông anh ạ. Em dùng tạm này à? Vâng, con này thì em cũng mua nhưng mà hiện tại em cho thuê, nhưng mà em cũng luôn mấy bữa nữa cho nó thuê hết cả hai xe. Ok, thế chuyển đến làm ông chủ à? À thì em chỉ đi con đầu bò thôi, còn bên nói nhỏ anh con đầu bò em sẽ được up cốp anh ạ. Con đầu bò, quên, con đầu bò lên bao nhiêu? Cảm ơn Dũng Linh nha. Cảm ơn anh ạ. Anh à, được quá nhở, ngon. Đấy. Này, thằng này như là biết trước hay sao ấy, mua đầu bò sớm thế. Ok. Thì em hiện tại là nó sắp sửa được lên, em cho nó nghỉ ngơi mấy hôm. Hợp lý. Thôi làm việc đi. À cho anh. Ông chùm bãi đá này. Bậy. Bác Jonas Anh Trăng à? Chào bác Jonas Anh Trăng nhá. Sao lại gọi là Anh Trăng sếp? À có bản là Sonat Anh Trăng anh. À, anh là Jonas. Tôi nhét vào đấy luôn. Hôm nay okay, đi xe gì làm việc đây? Sao sếp? Anh đi xe gì làm việc đây? Đấy, chiếc bóp cát dưới này sếp. Đâu? Có thấy đâu? Đấy, chiếc màu xanh dương đấy, lộn màu xanh ngọc bích đấy. Không thấy. Sao không thấy? Ok.
Đấy. Anh đâu rồi? Tôi trên chiếc xe này. Đấy. Đợi tôi lên thử đã. Tôi bấm F. Tôi bấm F không được này. Ủa thế là sếp bị không đồng bộ rồi. Ừ, mất hình rồi, mất hình rồi anh ơi, mất hình con đấy rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Tôi đi đây. Khu vực này nguy hiểm thật. Ảo vãi nồi. Ảo okay, thật đấy. Ảo ma Canada, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Australia đấy. Liên bang Nga, ừ đấy. Em đi đây, chào anh Long nhá. Gửi lên chào chị Sa Điếc của em nhá. Ê, hey, hello người bạn nhá. Alo, alo. Ờ, chào bạn nhá. Đang làm gì đấy? Em đang hái hoa bắt bướm. À, thế à? Ra đây, ra đây, ra đây, đừng nói chuyện nào. Ok, ok. Nghe tiếng ô tô vào không thấy sợ à? Vẫn đứng làm à? Em đâu có biết, em mưa quá, em đâu có nghe. Alo, alo. Alo, nghe không? Nghe rồi, chắc rồi, nghe rồi. Đi ra đây, đi ra, đừng nói chuyện nào. Thế làm công việc này lâu chưa? À, em mới vừa lên luôn ấy. Tên là gì? Em là Robin Hood. À, Hood à? Ui dồi ôi, tên là Robin Hood thì đúng là hết, thì phải lên đây để nhặt là đúng rồi, gì nữa. Ừ. Thế hút hút làm một mình, hút làm với ai đấy? Em mới lên quần ấy, em lên em thử. Đi bằng gì lên? Em đi bộ. Ôi dồi ôi, đi bộ lên đây nữa. Sao mà mệt thế à? Hút thèm lá đu đủ thế à? Em mới lên quần, không có xe đâu, em đi bộ chứ. Để hét đi, nói to, à nói bé quá. Rồi, alo, alo. Rồi, nghe hơn rồi đấy. Ừ. Thế hút có khỏe không? À, em khỏe chứ sếp. Mà em bị stress quá, em phải lên đây, em nghe mọi người chỉ là lên đây. À, hái hoa bắt bướm xong rồi tìm cái điểm nào á để làm cho đỡ stress thế thôi. Thế đã tìm được cái điểm đấy chưa? Chưa, em đâu có biết đâu. Em lên đây em mới làm thử mà. À thế hút có không? Hút có bị stress nhiều không? Em 2/3 là sếp ơi. 2/3 thì hút mua đá bào mà ăn chứ lại hút lại lên đây hút thế à hút. Em đâu có biết ai bán đá bào đâu sếp. À, thế hút ra xuất trình cho anh căn cước công dân nào. À đây rồi, thấy rồi. DDB52867 là số căn cước của Hút nhá. Ta phiền Hút ra giơ hai tay cho anh kiểm tra người với Hút nhá. Ai mà hợp tác như Hút này anh đỡ mệt này. Ừ đấy, quay người lại đi Hút, đứng sát vào xe. Ai da, đứng nghi mình kiểm tra người nhá. Hòa bắt uống mới chứ. Mới hái được mấy cái hả sao ấy? Đấy, Hút thấy thông báo anh đang kiểm tra người chưa? Rồi em thấy rồi, em thấy rồi. Ừ. Hút nhiều cành hoa lá ướt lắm nhá, anh tịch thu của Hút nhá. Để em coi, để em coi. 42 cành này. Bao nhiêu? Ừ, anh tịch thu này. Nhiều quá cơ Hút ạ. À. Hút lại còn không đi ô tô lên đây à? Không, em đi bộ. Đấy nhá, anh tịch thu cái cành hoa lá ướt của Hút nhá. Ây da. Ủa sếp ơi, chứ bây giờ mình bị stress quá sao sếp? À, stress quá thì Hút ăn đá bào nha Hút nhá. Đá bào á? Đá bào giảm được stress hơn sếp. Hả? Làm sao? Đá bào giảm được stress hả sếp? Ui giảm chứ. Không giảm thì làm sao mà người ta lại bán được? Em đi làm em mệt quá, em ghé qua đây người ta chỉ là mệt quá thì vô đây nè, vô đây bắt bướm nè, xong rồi để giảm stress. Thế Hút đã bắt được con bướm nào chưa? Chưa, em mới có hái hoa bắt bướm, em tìm bướm hoài em đâu thấy đâu sếp vô đấy. Thế á? Sao Hút bắt hái hoa kiểu gì toàn ra hoa là cành thế? Đó, bởi vậy em đang kiếm bướm mà không thấy bướm mà sếp vô sếp bắt em luôn chứ. Thôi được rồi, anh phạt Hút 1.000 nhá. Ây da. Cho Hút nhớ nhá, lần sau Hút đừng như thế nữa nhá. Sếp bớt cho em xíu được không sếp? Cảm ơn Khanh Tuấn nhá, cảm ơn bạn. Em mới lượt đầu em đâu có biết, em lên đây người ta chỉ em vô đây em hái chứ em đâu có biết. Không được, ai cũng xin bớt lần đầu, lần sau bắt vẫn phạt như thế thì chết anh nhá. Ô, tạnh mưa rồi Hút ơi, mừng quá. Này, đứng im anh viết cho cái hóa đơn này. Anh gửi Hút nhé. Dạ, tính lên thử mà bị Hút tốn 1.000 luôn ạ. Có 1.000 là nhẹ đấy Hút ạ. Tội này chính ra là phải phạt ít nhất là từ 2.000 trở lên đấy. Anh là giảm cho Hút rồi đấy Hút ạ. Đấy, thế lần đầu vi phạm anh không ghi vào hồ sơ nhé Hút nhé. Ok, sếp. Ừ.
Xem thấy thật, nó bị lắc quá. Ờ thấy. Thấy chưa? Ừ, hút thanh toán hộ anh nhá, hút nhá. Để em ra tay. Rồi, anh xin nhá. Tiếp nhận chưa vậy sếp? Rồi anh thấy rồi. Em bị lắc quá, không thấy gì hết. Ừ, thế hút ra ngoài đi hút. Rồi, lời bắt taxi về sếp ơi. Gọi taxi đi, anh chở ra ngoài này, đi ra đây anh chở ra ngoài này. Giọng tình cảm như thế là kêu khó chịu. Ở kìa buồn cười. Sếp máy này bị gì mà sao thành phố mình nó cứ bị lắc lắc á sếp ơi. À, thành phố mình mới cập nhật lên 3.2 hút ạ. Lắc quá. Ừ, đây 3.2 là bắt đầu cái khu vực hái hoa lá này là bọn anh sẽ tuần tra nhiều hơn đấy. Thế nên là hút hạn chế đến đây thôi hút nhá. Anh mà thấy hút ra xuất hiện ở đây nữa là lần sau anh phạt đúng tội, không phạt nhẹ hơn đâu nhá. Ok sếp nhá. Ok hút nhá. Thế anh thả hút ở ngoài này để hút ra bắt taxi nhá. Ok sếp nhá. Để bắt taxi về đó. Để anh xem cái điểm nào dễ nè. Cho hút hút dễ bắt taxi nè. Tôi có để đứng ở cái đường router 13 này, Senora Way đấy. Đấy. Hút xuống đi hút. Sếp đây nhá, em đây nhá. Ừ, chào hút nhá. Chào sếp. Ờ. Chào bạn nhé, bạn tên gì đấy? Em tên Khánh à. Khánh à, mời Khánh đi vào đây với anh. Dạ vâng ạ. Khánh làm gì ở đây đấy? Em đi ra này ngắm biển anh ạ. Ôi trời ơi, sao giữa đêm hôm lại đi ngắm biển thế, xong đi buổi sáng ban ngày ấy còn được bơi biết các thứ. Thôi, hôm qua em đi tour bơi đã rồi, giờ đi ngắm biển thôi. À, Khánh đến đây với ai đấy? Em đi một mình ạ. Em đi một mình á, sao nghe buồn thế? Ôi trời ơi, em cô đơn đó giờ mà. Cô đơn à? Thế Khánh biết địa chỉ này là để làm gì không? Dạ không. Ừ, khu vực này là khu vực đóng gói các chất cấm nhá. À, phiền Khánh okay. Xuất trình căn cước công dân cho anh kiểm tra nhá. Hôm nay tôi sẽ là khôi nhẹ nhàng các bạn ạ. Ừ, lúc nào tôi phải chắc là tôi phải cầm một đóa hoa hồng khi làm việc. Rồi, sếp thấy chưa? Ừ, rồi, anh thấy thôi nhá. Số căn cước ASQ nhá. À, Khánh có biết bạn hút không? Dạ biết ạ. Ờ biết ạ, hai anh em có rủ nhau lên đây không? Dạ không. À không à. Ừ anh thấy mỗi mình Khánh ở đây còn không biết hút ở đâu. Hai anh em có đi chung xe không? Dạ không, em đi một mình mà. Ờ kìa. Đi một mình à? Đi một mình thì tí nhớ ra đầu kia đó bạn hút với nhá. Bạn hút vừa rồi hái đấy. Ờ kìa. Trời ơi. À thì Khánh nhá, phiền Khánh giơ hai tay lên, quay lưng lại cho anh kiểm tra người nhá. Rồi, đứng nguyên anh kiểm tra này. Úi giời, người Khánh clear nhỉ, Khánh không có tí gì. Ê, Khánh ạ. Em đã bảo là em đi ngắm biển mà. Ừ, thế khe Khánh ra ô tô, anh kiểm tra ô tô Khánh ơi. Thôi bỏ hai tay xuống đi, anh kiểm tra xong người rồi. Đây có phải xe chính chủ không Khánh? Dạ đúng anh ơi, xe mua chắc cũng được mấy tuần rồi. Dạ yeah. Lỗi không có xe đấy, anh kiểm tra đi. Ờ đấy kiểm tra nhá. Từ Khánh ạ, nó đang bị lag. Ồ, trong cốp của Khánh không có gì à? Vâng, em bảo rồi, em đi ngắm biển thôi. Thế này anh kiểm tra trong xe này có gì không? Ôi giời ơi, trong đó thì bỏ được cái gì à, sếp? Cảm ơn Hữu nhá, cảm ơn bạn. Ui giời ơi. Không có gì Khánh ạ. Vâng. Ôi giời ơi, à, Khánh ID bao nhiêu nhỉ? 59 à? À, khu vực này là em và Khánh đã bị vướng vào cái tội là lảng vảng ở khu vực tình nghi nhá. Tội này phạt có 500 thôi, đánh viết hóa đơn cho Khánh nhá. Em không biết luôn ấy. Không biết à? Em tới khu này mà. À thế à, thế thôi di chuyển đi Khánh. Thế thôi nhá, lần này anh nhắc nhở nhá, di chuyển đi. Vâng. Anh dầu chưa? Mang như nào? Ok. Mọi người thích nhảy bãi cá không?
Nhảy nhảy nước hay là nhảy trên cạn? Nhảy kiểu gì cũng được. Trước đi. Ừ, nhảy nước đi. Đeo vào là bấm bấm sử dụng à? Bấm mà nhấn không, nhấn hai lần vô cái đó anh ơi, không có kéo vô được. Nhấn mở tab lên, nhấn hai lần vô. Được chưa? Nó thấy nó chạy chưa? Rồi đã sử dụng này, đang đeo dù okay, này. Đang đeo vô, khi nào mà không đeo nữa thì nhấn sẹt cởi dù là nó sẽ tự cởi ra. Ok. Rồi. Nãy em nghe bác sĩ, chỉ là khi nào mà nhảy xuống. Thế tí nhảy như nào? Ok. Nhưng không không. Ý là chào bạn nhớ. Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn Tún nhé, cảm ơn bạn rất nhiều. Ui, đại gia Tún. Để nó bung dù. Cảm ơn Minh Hưng nhé, cảm ơn Hưng Grab, cảm ơn em. Được quá nhờ, cảm ơn bạn nhé. Sao không thấy gì luôn. Cái gì, bấm như nào? Bung dù ấy, chị thích bung lúc nào cũng được. Nhưng mà tức là muốn bay thì cứ chỉnh các thứ. Ui, xịn nhờ. Ờ, ý là nó kêu nhấn nút S để cân bằng hay là lật người gì để cho nó khỏi bị gì đó. Em cũng không biết nữa, đi đại đi. Bấm lúc nào để bung dù? Rồi, ok, đi thử đi. Ok, ấy, từ. Rồi, đi. Lắc quá nè. Nó thằng bắt thậm đi à? Thằng đó à, nó đó kìa. Anh Tuấn Đỉnh, ừ, anh Tuấn Đỉnh thật sự. Cảm ơn Vi nhá, cảm ơn Hưng Grab, cảm ơn em. À, đang bài cảm ơn, quên bố nó mất cái bung dù rồi đây này. Đã thắt dây an toàn đi em ai, anh nghĩ thằng ngoài đã bị hâm đó hả? Trời ơi. Trời ơi, hồi nãy em có thấy chị bị chết không vậy quay? Em không, em phải đồ đấy. Thể hiện kỹ năng thông không? Trời ơi. Okay. Cảm ơn Huy nhé. Chị thấy em tông vô cái xe mạnh thôi là mạnh. Huy đã uy scan 10.000 đồng. Thể hiện kỹ năng thông hầm đi anh chị. Không, bên em thì cái xe còn nguyên. Ok à. Em có thấy chị bên không? Có thấy chị bên không? Bạn ơi, hôm nay ngày phát lương hả bạn ơi? Nhớ. Chào bạn nhớ. Ừ, chào bạn nhé, chào bạn nhé. Tôi cũng chào bạn nhé. Chị nghe em nói. Hôm nay ngày phát lương hả Tún ơi? Ui. Có trả lời được đâu. Anh Phúc thật sự. Yahoo. Cảm ơn bạn nhé. Được tê nhỉ. Đây, để tôi thể hiện cho bạn khả năng nhảy dù của tôi như nào nhé bạn Tún nhé. Ở đây có cái sân bay này, mọi người chỉnh ra đằng đấy hạ cánh cho dễ. Mọi người quá, khởi động ạ. À, lên cao khởi động bắt khởi động ạ. Bây giờ nhảy xuống những lúc ép thôi là sao ta? Là sao thì nhảy xuống? Chị cứ bay lúc đi, xong rồi khi nào mà chị muốn gần cất cánh, gần đến nơi thì chị ấn ép nữa. Rồi lên cao không. Nữa đây, lên cao nữa đây, chưa cao đâu, lên cao thì nữa là đây. Là bây giờ muốn rớt xuống máy bay là phải nhấn nút ép nó mới nhảy xuống chứ. Em ừ đúng rồi, khi bắt phải ra ngoài thì bay xuống bãi cá hay gì sếp? Xuống bãi cá bơi đi chứ, trên này chết sao? Lên cao lên. Sân bay rộng ở dưới kìa. Đấy là ở bãi cá đi, mình nhảy xuống biển mình bơi luôn. Ừ. Sợ là... Hôn để lấy ế, ơ kìa. Hôn hít gì? Tôi như bạn đơn mà hôn bạn. Tôi biết thừa bạn BD. Mình bay bên trái hoặc bay bên phải kìa, đừng có bay cái chỗ thê thiền. Đây để em bay cao một tí cho lâu. Đúng rồi, bay cao nữa đi. Ghê quá à, sợ thế nhờ. Trời ơi, có gì đâu mà sợ. Không, em sợ độ cao, nhìn ghê quá luôn á. Ok, nó đi ra kia. Rồi là sao thấy nó rớt xuống như chiếc mít vậy? Ôi nó bung dù kìa. Mở dù kìa, em đi anh ơi. Em nhảy chưa đây? Wow. Ê, cao nhất chưa? Ơi, quá đã. Cao rồi đấy. Khoảng này ok rồi đấy. Các bạn nhìn tôi này các bạn. Nhảy đi anh ơi. Ây da. Chị đang bung dù em mà đã lắm, chị đang bơi xuống bãi cá nè. Bơi em đi quá. Không? Giữ ship, để bay chậm nha, giữ ship để bay chậm nha. Sớm ấy thì nó rơi, nó xuống lâu lắm. Cái xu sắp tới nước luôn rồi nè, ơ kìa ghê quá, có chết không vậy? Ui, cái xu này dùng một lần thôi à? Wow, được quá nhờ. Tuống trước mọi người này. Chết đi mọi người à. Phanh lại đã. Sao? Đã bảo nhảy xuống hồ cá rồi không chịu. Đi ra nhảy ra đó làm chi không biết. Không, phải căn chứ. Căn cho nó song song mặt đất chứ. Ai đi cặp xuống thế. Chắc là bây giờ tâm tâm nó vi vào cái nhà chứ ơi. Xuống nước là đã lắm. Bụng xuống dưới nước luôn. Không có sập bị chết. Đồ này nó đeo ở trên người rồi, nó còn xài được không ta? Chứ xài được có một lần à, bây giờ phải đi mua. Ui,
Đấy, giữ ship để xuống dần dần này. Ở đây kìa. Thế này là đáp đi, đi đâu vậy? Tốn rồi này. Xôi! Là thấy cái dù rồi. Chị đang bơi vô. Kỹ năng. Được chưa các bạn? Được chưa? Kỹ năng hạ dù nó phải như thế. Đường em, đường em. Được. Đi không, đi không? 10 điểm. Đi. Thì đi mua, ra tool shop mua. Có xe không? Không có. Bay ra đấy luôn. Đi. Đợi em. Ok, đi luôn rồi. Ok. Biển đã luôn á, trời biển ơi, anh Đôn ơi. Một lần lên bờ là nó rớt cái dù rồi, nó rớt cái ba lô rồi. Sao chú ấy ra hóng này mà chú lăn ra đây thế này? Anh ơi, hai anh. Đưa chú vào trong. Này, cho về. Không sợ bác sĩ lên ấy. Bị đọc. Bác sĩ lên chưa, anh cho về bệnh viện. Anh cho em về đi được. Ừ. Chưa gọi bác sĩ kìa, đấy, anh cho chú đi. Mua em cái dù. Sao chết hai mạng này? À, alo bác sĩ ơi. Có hai người chết ở trên khu bãi cá để chúng tôi mang về luôn nhé. Chúng tôi đang có trực thăng. Vâng. Ok. Chú Bảy ơi. Nhà hàng sắp tới mở ở đâu đấy? Thì nói chung là đến ngày khai trương họ thông báo ra cho mấy lễ VIP. Bây giờ không để lộ luôn à? Trời ơi, lộ là mất hết cái sự hay ho của cái nhà hàng là sao? Mà sắp khai trương chưa? Sắp rồi. Thứ mấy? Ngày cụ thể thì ngọc phải xem sách. Với lại đang tính mời thầy qua cúng trước nữa chứ. Cúng xong là làm lễ khai trương luôn. Mời thầy nào đây? Ngọc nghe mới nghe người ta giới thiệu có ông thầy gì tên Ô Niệp vậy đó. Ô Niệp vậy đó. Ô, đúng thầy rồi đấy, mời đúng người rồi đấy. Đúng không? Tại vì ngọc. Cảm ơn anh là gió nhé. Đó là cánh tay trái ngồi chết á. À Châu thì hôm đó là đúng rồi. À. Lúc mà xuất tiến đi chôn á là thầy Ô Niếp có qua cúng thì thầy coi giờ. Thế là từ đợt hôm đấy giờ thằng A Châu nó về hôm nào chưa? Nó có phá không? Nó đi an toàn luôn vậy. Nó không phá đúng không? Ừ, thế thầy này là cao tay đấy, cao tay ấn đấy, được. Thì sau khi nó mất xong là nó hỗ trợ cho ngọ là được cái nhà hàng đó. Wow, cái nhà hàng đặt tên là A Châu luôn hả? Đâu có. Dragon Santo. À, rồng lộn, rồng lộn. Trong nhà hàng có cái bàn thờ để cái hình của nó rồi. Úi dồi ôi, nghe ghê vậy. Úi dồi, dù sao nó cũng là cánh tay trái đắc lực của ngọ mà. Nhưng mà từ ngày mất nó là ngọ chỉ xài được cánh tay phải thôi. Nhưng mà nhớ là phải để ra hai chỗ đó nhá. Còn một chỗ để cho chú Bảy đó chứ. Để kem duyên. Tất nhiên chỗ của ngọ là phải có sẵn rồi. Ủa nhưng mà đi đâu vậy? À đi về đồn. Ủa đi về đồn làm gì đó? Giao nộp vũ khí, trời ơi bao nhiêu vũ khí làm cảnh sát mật vụ thì giao nộp hết đi, giữ làm gì đúng không? Cái gì? Ngọ đâu có giữ vũ khí gì đâu lý. Trời ơi làm cảnh sát mật vụ thì cất ở nhà đúng không? Để xin giấy lên kiểm tra nhà nào. Không phải. Làm gì có cảnh sát mật vụ gì cũng lục vậy. Không. Họ là người dân bình thường lương thiện để bán hủ tiêu gõ thôi. Thôi nha, tôi với chú Bảy biết cái vụ này thôi nha, bí mật nha. Ok là đó. Quả bình luôn thời gian đó. Tài cá hủ à. Ok là, quả bình luôn thời gian. Đây, bệnh viện đây. Để hỏi cho ngõ ở đây đi. Ở A Huynh kìa. Bí mật ha, đừng kể với A Huynh ha. Bí mật chứ. Mà nãy giờ không biết bí mật gì đó. Nói một thôi một hồi vẫn hỏi bí mật gì. À, có một bí mật cho đi coi. Bí mật gì á? Coi hào quân cũng cho coi chứ mày. Cái này là quan trọng lắm á. Một bí mật đó. Mọi người thấy cái bí mật này là liệu chết hết rồi. Chỉ có Lị là làm công an, Lị nhìn thấy là nhiều khi là Lị còn tồn tại được cái đó. Trời, ghê vậy. Này. Wow. À, xăm kín người luôn ha. Bí mật đó nha. Trời, xăm giờ không mất nữa hả chú? Uầy.
chết mẹ, giờ bấm lộn là mất cái quần. Liên lần đã uy scan 10.000 đồng. Kém bao nhiêu tuổi thì trời để hai người biết thôi chứ khê ối. Bây giờ ra lừa cũng được đấy. Đi 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 lên 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 xe lên xe. Che lỗ bí mật, che lỗ bí mật hết lỗ. Má người ta tưởng tôi với chú làm gì, tưởng chú tôi hết quần ra. Lên xe ngồi tôi chở đi thay quần áo nhanh. Trời ơi bí mật mất cái quần rồi. Nhanh. À, lần sau đừng có khoe nữa, trời ơi. Cái này chưa cần mặc lộn động tác một cái thôi là mất tiêu cái quần liền. Trời ơi, thế bao nhiêu người chết là những ai đấy? À, nói chung là ngày xưa là thời còn trẻ đó, ở bến Thượng Hải đó, mấy đứa nào mà nó nhìn thấy cái là coi như là một là mất mắt, hai là mất trí nhớ. Wow, là chú Bảy làm nó bị luôn hả? Không có người khác làm chứ. Đừng xuống vậy, để cho người ta đi đã. Con gái không à, không để, đỡ. Để người ta đi đã. Tự nhiên có mình đi chỗ khác rồi, chỗ này con gái nhiều quá. Đi chỗ khác vậy. Nó tự nhiên khoe chi cho mất cái quần vậy trời. Trời ơi. Này. À. Là sao? Cái gì? Ờ, vô nhà thay đồ ra cũng lỡ. Ở đây đây, đến rồi đây. Này, thế là những người đấy là người ta nhìn thấy chú của chú Bảy, thế là xong rồi ai hạ thủ người ta đấy. Ờ, cái đó thời ở bên Thượng Hải lận. Ừ, là ai hạ thủ mới được ấy chứ. Chú hạ thủ luôn à? Chú Đình vậy? Đâu có hai người anh em. Gọi là A Thon. Một ông nó tên là Xã Sệ, còn ông Tư Cao nữa. Ờ, thế là ông Xã Sệ hay ông Tư Cao? Hai ông đấy hạ thủ mấy ông ý à? Wow. Đấy rồi, rồi, ok. Được chưa, đi. Anh Duyên khoe chi cho tốn tiền mua cái quần mới không biết. Đi. Rồi, Mata. Đó, cái đó mới là bí mật đó. Hôm nay à. Phải xăm mất đi quần thế. Mất chép ơi. Cảm ơn cô nhá. Trời ơi, đi khoe xăm mà mất cái quần. Lần sau chú Bảy đừng khoe nữa nhé, chú Bảy nhé. Nguy hiểm. Ừ, cái này bí mật mà. Thế là tôi sẽ là mục tiêu để cho Tư Cao với cả Xã Sệ nhắm vào đúng không? Người thứ 11 biết. Hai ông nói là chết lâu rồi. Đi vượt biên từ Thượng Hải qua đâu có được. Này, tôi mà có vấn đề gì chú Bảy là người đầu tiên bị đồn cảnh sát hỏi thăm đấy nhá. Trời ơi, ba người giang hồ còn mình ngồi sống thôi. Hai kia, một người thì chết lối, một người chết vì bệnh tiêu chảy. Trời ơi, chết vì tiêu chảy luôn. Xếp từ bị lên một đời. Đâm thầy chết Huy, chết toàn là bị gì đâu không. Sao, xếp Huy không qua khỏi à, xếp Huy đâu? Xếp Huy không qua khỏi rồi, thế là cứu cứu rồi. Đâu, trong này à? Trời, chú Bảy. Xếp Huy không qua khỏi rồi. Trời. Ủa? Mà sao đằng kia bảo không qua khỏi? Đi chứ. Đi chứ, đi mua dầu. Nhảy dù. Để ngồi tạm đi bán nhảy dù qua là anh chút. Qua đi nhảy dù chết rồi mấy người lại đi nhảy dù à? Ôi, bọn tôi nhảy không ai chết mắc luôn ạ. Lại đi nhảy dù. Bây giờ nhảy được rồi hả? Nhảy được rồi, đi mua dù anh ơi. Bay back là gì nhỉ? Chạy như vậy là mới cho chuẩn bị cái hoa đơn bây giờ. Đây. Chú Bảy sẽ ngại sếp tôi đúng không? Cái gì đó? Ai chắc ngại lị giết tôi thì có. Cái gì? Lị nói gì chết ngó. Ê, bắt về đồn luôn. Trời ơi, lị tai nạn xe hơi lị lao ra mà. Không bị vậy. Chú Bảy hồi nãy ngồi trên kia thì nắm tay tôi sợ. Trời ơi, chú Bảy. Như vậy. Sợ thật sự luôn á. Lên xe, cảnh sát trưởng ơi. Có lấy đâu. Đang đi chung xe, cái tự nhiên đưa cái tay qua nắm tay ngọn cái giờ đúng. Trời ơi. Chú Bảy nè, để đi, đang chở chú Bảy đi. Chú Bảy tự nhiên thò cái tay qua, nắm tay cái sợ quá nhảy ra xe luôn. Đi mua dù rồi đây. Thôi chồng có đi nhảy dù không vậy? Dạ. Chồng có đi nhảy dù không? Thôi. Cũng có gì quê đi. Nhảy dù trên núi á. Ờ, Huy Trọng về quê à? Gấu lên về quê chưa? Để anh lên nhậm chức ấy. Đi du lịch. À du lịch à? Tưởng về quê để anh lên nhậm chức luôn, trời ơi. Này ai đây? Chưa.